Người ta có thể hưởng thụ hạnh phúc gia đình, tôi không thể hưởng thụ được. Đừng làm cho tôi quá đau đớn khi lấy ảnh những đứa trẻ để biến một điều không thể thành có thể. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu Trần Tùng Linh này càng gia tăng. Hai người tích cực giao tiếp trái tim của đứa trẻ. Nhìn mẹ chồng dỗ dành con cái nhà người khác là có thể thấy mẹ chồng thật sự rất thích trẻ con. Nhưng Trần Tùng Linh lại vì nguyên nhân sức khỏe căn bản không thể sinh con. Khi một gia đình gặp một đứa trẻ đang khóc trong cửa hàng, mẹ chồng trực tiếp đi tới để dỗ đứa trẻ. Khi thấy mẹ chồng dỗ con vui như vậy, tôi nói chuyện với mẹ chồng về chuyện con cái. Rất có mục tiêu hỏi mẹ chồng cảm thấy thế nào khi nhận nuôi một đứa trẻ. Vậy mẹ cảm thấy chuyện đứa bé này có ý tưởng nào không? Hay chúng ta nhận nuôi một bé được không? Rõ ràng là mẹ chồng rất muốn có cháu trai. Cho đến giờ vẫn còn. Cho nên mẹ chồng đối xử với Trần Tùng Linh thế nào cũng không thích lên được. Mẹ chồng muốn có cháu trai cũng là chuyện thường tình. Nhưng người già ở khắp mọi nơi, thậm chí còn chút sự bất mãn cho con dâu, chắc chắn sẽ khiến Trần Tùng Linh cảm thấy bị khuất phục. Không phải là cô ta không muốn có con, mà là thân thể của cô ấy căn bản không ủng hộ. Nếu chúng ta có thể thuận theo tự nhiên, có thể có con thực sự là được. Nhưng đúng là bạn cũng biết tình huống này là bạn không thể có nữa. Và tất cả đều chọn làm việc cho Edin. Là mẹ chồng cho dù không thể ủng hộ, cũng đừng vì chuyện này mà làm khó con dâu. Không thể phủ nhận rằng mẹ chồng đã chắc chắn là một người mẹ tốt, nhưng mà mẹ chồng già có chút không đủ tiêu chuẩn. Là mẹ chồng cũng rất thẳng thắn nói ra lời trong lòng. Họ hỏi tôi, trong lòng tôi rất đau đớn. Mẹ chồng trực tiếp nói đau đớn. Đây là điều mà Trần Tùng Linh không ngờ tới. Mẹ chồng nói xong càng không nhịn được khóc ra. Tôi nói với anh ta tôi nói lộn xộn thế nào. Bạn nói về sau một lần nữa, đừng cho tôi xem ảnh của đứa trẻ. Khi các bạn cùng tuổi của tôi tụ tập cùng nhau, hãy nhìn đứa bé nhà tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô đơn, nước mắt tự nhiên sẽ rơi. Tại sao lại nhắc đến tội lỗi này của tôi? Nhìn mẹ chồng như thế này, Trần Tùng Linh cũng nhất thời không biết làm thế nào để an ủi mẹ chồng. Đây đơn giản là một cơ thể không có giải pháp.